Okay, welcome to Panadol. Are you ready? Yeah, ready. Okay, very good. Today we will learn day 7. What is day 7? Day 7 is go to work. Main topic is go to work. Go là đi, đúng không? Work là làm việc. Go to work tức là đi làm. Okay. Đi làm việc. Okay. Work thì vừa là danh từ vừa là động từ. Go thì là động từ thôi. Khi nào mình dùng to, to khi mình đến một cái địa điểm nào đấy. Go to, go từ A đến B, mình đi đến B, địa điểm B cách xa chỗ mình ấy. Mình dùng là go to B. Ok. Clear. Ví dụ mình nói là go to school. À. Đúng không? Go to work. Go to park. Go to the park. Ok. Mà có một số cái danh từ địa điểm nhưng mà mình sẽ không dùng to. Ví dụ mình nói là ví dụ mình nói trở về nhà mình nói go back home. Đúng không? Là go home. Đấy. Mình home thì mình sẽ không dùng to. Nó ra một số trường hợp đặc biệt khác, mình nhớ đơn giản nhất thôi, từ home. Home là nhà, về nhà thì mình sẽ dùng không dùng to. Mình không nói là go to home mà nói là go home. Ok. Ok. So this is the script of today's lesson. Ok. So we will together read this script one time. Okay? Okay. Okay. Can you read? Most days. Most days. 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 Yeah, most days. Okay. I live. Chữ live này là âm y dài nên là mình sẽ phải đọc là live. Yeah, chữ này cũng đọc là live. Chữ này cũng đọc là live. Okay. Live này là sống. À, là ví dụ là live show ấy, live show ấy, live show, live stream ấy thì từ trực tiếp. Thì cái đấy nó đọc là live, còn nếu mà động từ của nó đọc là live, là sống. Okay. Còn leave này là rời đi, rời khỏi đâu đấy. Next. Cứ đọc đi, đọc cái từ nào mà không biết thì ra hiệu cho mình nhá. More I live the house. Yeah. At 7. Yeah. 45. 40 là 40. 5 là 5. 45 là 45. 45. And walk. Walk. Yeah, walk. The Subway. Huh? Subway. Subway. Station. Yeah. Which. Yeah, which. Is. Two. Minutes from my. Viết nào đọc thế? Hả? Chữ này đọc như viết thôi. Flat. Yeah, correct.
I usually take. Sao nó không có tiếng Việt ở dưới đây đâu? Take the cái gì? Underground. Because it is is. Yeah, chữ này bình thường một mình nó đọc là is, đúng không? Mà có chữ s nữa mình đọc là is. Is quicker. Chữ cái chữ er này mình đọc là ơ. Quicker. But đọc là âm ngắn but. Sometimes có chữ z ở cuối. Sometimes I viết đọc như thế, đọc như viết. Catcher. Yeah, catch. The bus. Bus, okay. Bus. From 9 to 5. Yeah. I walk. Walk. Yeah. In office. An office. Office. Đây, chữ S cuối. Chữ CE ở cuối bao giờ mình đọc là chữ S gì nhỉ? Office. I am. If. Chữ đầu tiên là If I'm busy là bận đó hả? Yeah. I have a sandwich. At my desk. For sao? For lunch. Lunch. Yeah. Otherwise. I go to the nearby. Yeah. Coffee shop. With a colleague. After sitting in. Cái này là chữ gì? Chữ F thì F mình đọc là F, còn chữ sau là F front. In front of a computer. Computer. Không phải là build mà là pew computer. Computer. Yeah. Screen. Screen. Yeah, screen. For most of the day. Yeah. I need
to yes some sun exercise ôi exercise. Cái này là mà get nữa, không phải z đâu, get, 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 get. Get. À, get. Son, exercise. Yeah. Okay, now we, I will explain this word for you. Đây mình gọi là most days. Tức là hầu hết các ngày, most tức là mình gọi là hầu hết mọi ngày. Okay. Nhưng mà bạn có thể nhìn ở dưới này cũng có từ rồi okay here most of the day okay. Cũng là most nó đều dịch là hầu hết các ngày nhé. Ở trên thì nó tại sao nó không có of, ở trên mình chỉ dùng là most days thì khi mà dùng cho một cái danh từ nào đấy nó không xác định. Okay. Không xác định ngày nào cũng được. Okay. Thì tức là hàng ngày, hầu hết các ngày. Okay. Đấy. Còn ở dưới thì nó nói là for most of the day. Okay. Tức là cho một ngày xác định, cái này cho ngày, cho một cái danh từ xác định thì mình dùng là most of cộng với một danh từ xác định. Okay. Ví dụ trong trường hợp này nó là the day, tức là ý là cả ngày, hầu hết cả ngày. Okay. I leave the house, tức là tôi rời nhà okay. At 7:45 okay. Khi mà đọc giờ ấy, mình nếu mà giờ lẻ như thế này, ví dụ giờ chẵn hôm trước mình học rồi đúng không, mình chỉ cần đọc ví dụ 7 o'clock. Đấy, là 7 giờ chẵn. Còn giờ lẻ thì mình sẽ đọc giờ trước xong là phút sau. Giờ mình đọc là 7, phút đọc là 45. Thế mình chỉ ghép vào thôi, at 7:45, tức là 7:45. Walk, okay. Walk là đi bộ. Walk to, đấy, bao giờ mình cũng nhìn thấy cái từ to, dưới từ to tức là thể hiện là đến một cái điểm nào đấy, một cái điểm khác. Okay. Ở đây nó là đến, walk to đi bộ đến subway station. Subway station tức là cái ga, ga tàu điện ngầm ấy, subway station. Okay. Which is 2 minutes from my flat. Okay. Tức là nó cách cái flat, flat là cái căn hộ. Okay. Flat là cái căn hộ. Cách căn hộ của tôi 2 phút. Nó khoảng hai, nó là 2 phút từ cái căn hộ của tôi. Tức là từ căn hộ của tôi đến cái subway station là 2 phút. Đấy thì người ta nói như vậy, tức là it is 2 minutes from my flat. Okay. Còn nếu không có bế trên thì người ta có thể nói này, it is 2 minutes from my flat to the subway station. Okay. Bây giờ có là from A to B, từ điểm A đến điểm B. Okay. Usually là thường thôi đúng không? À, thường xuyên. Take the underground. The underground là underground cũng là tàu điện ngầm ấy. Ground là mặt đất, under là ở bên dưới lòng đất, à bên dưới mặt đất. Thì trong cái trường hợp này thì người ta dùng là the underground, tức là người ta ý nói là cái subway, là cái tàu điện ngầm. Ngoài ra underground nó còn nhiều nghĩa khác, ví dụ là cái thế giới ngầm chẳng hạn, kiểu underground music chẳng hạn, cái âm nhạc underground. Tính từ because là bởi vì này, it's quicker tức là nghĩa là nhanh hơn, nó xuất phát từ tính từ quick nghĩa là nhanh. Ok, hello, what are you doing, bạn đang làm gì nhỉ? Tập trung vào đây, please focus on here. Ok, mình không giảng lại đâu. Okay. Quick là nhanh, quicker là nhanh hơn. Ok, it's quicker. Okay. But là nhưng, sometimes là thỉnh thoảng.
Ở trên người ta dùng là usually và dưới là dùng sometimes. Sometimes thì là thỉnh thoảng, còn usually thường xuyên, tức là mức độ tần suất của nó nhiều hơn. Ok. Mình dùng sometimes khi mà ví dụ là một tuần có 7 ngày thì mình ví dụ đi chơi khoảng 3 ngày chẳng hạn thì sometimes. Còn usually tức là ví dụ đi 5 6 5 ngày 6 ngày một tuần. Catch the bus. Catch tức là bắt. Bắt cái gì đấy? Đó. Catch the bus tức là bắt xe buýt. Ok. Ở trên người ta dùng động từ take, ở dưới dùng động từ catch, thì hai từ này đều nghĩa giống nhau nhé. Khi mà dùng mình nói là mình đi một phương tiện nào đấy thì mình dùng là take hoặc là catch được. Tức ở dưới mình dùng là take the bus. Ok. Nha. Ok. From 9 to 5. Từ 9 giờ đến 5 giờ. Ở đây ý nói là cái công việc, cái thời gian làm việc ở office. From 9 to 5. I work in an office. Office là công sở thôi, văn phòng. Đấy. Ở đây có dùng giới từ in. In tức là ở bên trong cái gì đấy. Dụ cái nhà mình nó có 4 bức tường và có trần, có nền này. Thì mình đang ở ở bên trong nhà thì mình in house. Ở văn phòng thì là in office. Đấy. Ở trong bên trong cái xe thì mình dùng là in bus, in the bus. Okay. If là nếu. If I'm busy. Yeah, nếu mà tôi bận đúng không? Busy dễ rồi. I have a sandwich. Sandwich là bánh sandwich thôi. Okay. Chữ D này âm câm, mình chỉ đọc là sandwich. At my desk for lunch. At my desk, desk là cái bàn làm việc, cái bàn học ấy. Thì mình nói là kiểu have a sandwich, tức là ăn sandwich tại bàn cho buổi trưa đúng không? Cho bữa trưa, lunch là bữa trưa. Otherwise, tức là nếu không thì là tức là nếu mà không có sandwich thì I go to the nearby coffee shop. Nearby là ở bên gần, gần gần mình. Rồi. Ví dụ nhà mình ở điểm A, cái nhà hàng xóm của mình gọi là nearby neighbor đúng không? Coffee shop là bán cà phê. With a colleague. Colleague là đồng nghiệp. Yeah. Đi làm thì cũng có người đồng nghiệp khác nhau. After là sau khi. Sitting in front of a computer screen. Sit là ngồi. Yeah. Ở đây dùng là thêm cái chữ ting đằng sau là sitting, bởi vì là mình trước mình có dùng cái này gọi là giới từ. Yeah. After sitting. In front of tức là ở đằng trước, sau sau khi ngồi trước màn hình máy tính. Okay. Computer là máy tính, screen là cái màn hình của mình này. Okay. Computer screen là cái màn hình máy tính. For most of the day, hầu hết cả ngày. Okay. I need là cần, I need to get. Sau need thì mình cộng với một cái thằng động từ thì có thêm một chữ to ở giữa. I need to get some exercise. Exercise là tập thể dục. Tôi cần phải tập thể dục một chút. Ok. Bây giờ bạn sẽ đọc lại và dịch lại cho mình nhé. Ok. Okay. Start. Most day I live. Từ từ đã, chú ý cả những cái đuôi cuối câu, những cái âm cuối câu, à, cuối từ ấy, nó có chữ most days. Most days. Ok, chữ này đọc là days, vậy có chữ S. Days. Và chữ này chỉ đọc là day. Days. Okay. I live. The. No, live. Okay. Live the house. At 7:45. Yeah. And walk to the subway. Subway.
Station. Station. Which is Tokyo? Minis. Minis. Yeah, minis. Minis. From my flat. Flat. I usually take the under underground because it's quicker but sometimes I cut the bus from 9 to 5. I work. No, chỉ đọc là work. Còn worker thì tức là người làm công ăn lương rồi. Okay. Work. Cái này mình đọc hai âm tiết là worker. Còn chữ này mình chỉ đọc một âm tiết, nó là work. 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 In an office. Yeah, very good. If I'm busy. Busy. I have a sandwich at my desk. Yeah. For cái gì nhỉ? Lunch. Otherwise, I go to the nearby. Yeah. Coffee shop with a colleague. After sitting in front of a computer. Computer. Oh, no. Screen. Farmer of the day. Most of the day. I need to get some exercise. Okay, can you translate? Hả? Dịch ra hả? Yeah. Dịch nào? Dịch nhanh nào? 2 phút nào?
Mỗi ngày. Hầu hết mọi ngày. Hầu hết mọi ngày tôi rời khỏi nhà vào lúc 7:45 và đi bộ đi bộ đến đi bộ đến cái đó là chữ gì? Tàu điện ngầm, station là cái tàu điện ngầm. Ga tàu điện ngầm. Good là gì nhỉ? Which chủ ngữ thay thế thôi, mình chỉ dịch là nó cách nhà tôi 2 phút nhỉ. Which ở đây dịch là nó cũng được, nó là cái subway station ấy. Nó nó cách nhà tôi cái căn hộ tao sống thấy 2 phút. Cách căn hộ của tôi, không phải cách nhà tôi. Cách căn hộ của tôi under 2 phút rồi. Cách căn hộ của tôi 2 phút. Ok, next. Không nhớ rồi. Tôi thường thường đâu? I usually nè. À, tôi thường thường đi tàu điện ngầm, đúng không? Taxi route, đi tàu điện ngầm. Đi tàu điện ngầm bởi vì quick là gì? Quick là gì nhỉ? Quick là nhanh. Nhanh, tại vì bởi vì nhanh à? Nhanh hơn, quicker là nhanh hơn. Bởi vì nhanh hơn. Bởi vì nó nhanh hơn, trời ơi, chủ ngữ nào. Ok, come on, speed up nào, nhanh thôi. Có Google dịch được không? No. But sometimes là tôi dịch thường thường. Usually thường thường, còn sometimes là thỉnh thoảng. Tôi quên nhầm. Nhưng mà tôi đi xe buýt. Thì thoảng tôi bắt xe buýt. From hoặc từ tu là đến tới rồi. Tôi tới văn phòng lúc làm việc đúng không? Work là gì nhỉ? Work là làm việc. Office là gì nhỉ? Văn phòng. Yeah, tôi làm việc ở văn phòng. Yeah. From 9 to 5 là sao? 9 to 5 hả? From là từ 9 giờ tới 5 giờ. Yeah, that's right. Next. Nếu tôi bận. Yeah. Tôi có một cái sandwich trên bàn. Lunch là gì? Bữa gì sau bữa sáng nhỉ? Sandwich. Sandwich là bánh sandwich thôi. Tôi ăn tại tôi ăn sandwich tại bàn cho bữa trưa. Have ở đây có hiểu là ăn. Okay. Khi mà dùng mấy đồ ăn, ví dụ have food chẳng hạn, thì mình nói là nghĩa là ăn, đúng không? Ăn đồ ăn. Have breakfast. Ok, next. Otherwise là không thì đi
Đi với đồng nghiệp. Đi đâu với đồng nghiệp? Đi 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 cà phê shop với đồng nghiệp. Cà phê shop ở gần đấy đúng không? Nearby là ở gần đấy. Với một người đồng nghiệp đúng không? Ơ là một mà. Next, câu cuối cùng nào. Chỉ biết từ máy tính, màn hình máy tính thôi à. After là gì nhỉ? Sau khi sitting là Sau ngồi. khi ngồi, sau khi ngồi, ngồi mà nhìn mình lên máy Mình ngồi đằng trước hay ngồi đằng sau nào? sau khi ngồi trước Yes. màn hình tính. In front of là trước. For Ừ. most of the day là sao? Ừ. For most of the day. Trong đó là mở máy tính mỗi ngày hả? Cả ngày đúng không? Hầu hết cả ngày. I need to get some Rồi. explanation. Đi tập thể dục. Need là Không nhớ. Biết là gì thầy? nhỉ? Need là cần. Tôi cần đi. Tôi cần tập thể dục đúng không? Đâu có Google Yeah. ok, hiểu rồi. Phải học lại 5 lần nữa mới nhớ. Come on. Okay. So as you a student or a worker, trả lời đại đi, một trong hai cái được không? Không phải là cái gì chuẩn đâu. So as you a student or a worker. I'm a worker. Yeah. What time do you go to work? To work I go to work 7 at, up 7:25. yeah, at 7:25. Why 25? Okay, so how do you go to work? How do you go to work? Câu hỏi này về phương tiện đúng không? Bạn đến đến nơi, bạn đi làm như thế nào? Bạn đi làm bằng phương tiện gì? Go to work Bằng cái gì mình dùng là bike, motorbike. motorbike. Bike. Bike. Motorbike. Motorbike. Yeah, motorbike. Motorbike. Would you like to walk? Walk. Walk là gì nhỉ? Oh. Nếu không đi xe thì mình sẽ đi Đi gì? Đi bằng bộ. chân. À, đi bằng chân, đúng rồi. Do you like to walk? Yes or Yes. no? Yes, I do. No I do go to go like to do what? I do go to taxi. I like go by taxi. Like go by. Like to go. Sau like thì mình dùng là to cộng với động từ hoặc là like cộng với động từ có đuôi. I like to go by taxi. Yeah. Like go to by taxi. Like to go chứ không phải I like go to. Nhưng mà mình nói ngược vậy người ta có hiểu không?
người ta vẫn hiểu, nhưng mà trong một số tình huống là người ta sẽ không hiểu. Vâng. Ok, mình được học thì mình phải dùng đúng chứ, chứ mình dùng sai thì học làm gì, đúng không? Vâng, Rồi. ý là lỡ mình lỡ miệng mình nói ngược á thì người ta cũng phải hiểu chứ, Thì mình sửa lại, mình phải biết mình sai mình sửa lại chứ. nhưng mà nó vẫn hiểu, nó không nhắc mình sai. Nếu mà người ta hiểu thì được, nhưng mà không phải, nếu mà trong trường hợp mình sau đấy mình phát hiện ra mình nói sai, mình phải nói lại hoặc là hỏi người ta xem người ta hiểu đúng không đấy. Đúng không? Kể cả giao tiếp tiếng Việt cũng vậy, nhiều khi người ta vẫn hiểu sai mà. Ok. Okay. Yeah, so what do you usually have for buổi trưa mình thường ăn gì nào? I Yeah. have, As usually have, sandwich at usually. Sandwich, sandwich. Sandwich hay là nhiều sandwich? Ờ, Sandwich là một cái sandwich hả? là một cái. Ồ. Only a sandwich. Buổi trưa chỉ ăn sandwich thôi And à? And một cốc cà phê nào? vâng. And And what? coffee. No, không phải dùng là coffee. Coffee là không đếm được, nó là cái bột nó không đếm được ấy, cái nước nó không đếm được. Mình dùng là a cup of coffee. À, phải một ly nữa nha. Yeah. Ly. Điện thoại nè. A cup of coffee. Coffee. Đấy, nếu đô hơn thì mình dùng là two cups of coffee, uống hẳn hai cốc. Ok, so do you like fast food? Fast food là đồ ăn nhanh, kiểu KFC, Lotteria các thứ ấy. Do No. you like fast I like fast food, KFC. Fast food là đồ ăn nhanh nói chung ấy. Bạn đồ ăn nhanh nói bạn không thích đồ ăn nhanh thì thôi. No, I don't. Quên ha. Chẳng nghĩ gì Kiểu như là não nó bị đóng băng nữa. Thôi, đóng bê tông thôi. rồi. Do Ơi. have to work with the computer a lot? Work with the computer tức là làm việc với máy tính a lot, là rất là nhiều. Do you have to là phải. Bạn có phải làm việc với máy Yes. tính không? Do you have to? Yes. Yes. I Don't. no. Yes, I Oh. do. Okay. I don't. Gắn cằm bà kia. Okay. Do you exercise every Every day. day? Every day. Do you exercise every day? Hàng ngày mình có tập thể dục không nhỉ? No, Yes. don't. Yes, Easy game, right? I Ok, luyện tập thêm nhá. Hôm trước như bài số 4 thì mình có cái phần month and date này, mình chưa học phần date phải. Oh. Ok, cái này tí mình check lại. okay. Mình sẽ nói. Date này thì bao giờ nó phải dùng là giờ.
Tất giờ phải dùng là giờ. Tức là nói về số thứ tự. Ngày nó chính là số thứ tự. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba. Đấy, nên là nó bao giờ cũng dùng giờ là thứ nhất. Thứ hai, nó không phải đọc số mà nó đọc số thứ tự. Ví dụ ngày 1 đúng không? Thì mình không nói là one mà mình nói là the first. The first. Ok. Ngày thứ hai, ngày mùng 2 mà the second. The second. Đấy, nó có một số chữ nó hơi khác một tí, ví dụ third, đúng không? Fourth, fifth. Còn các trường hợp còn lại thì nó chỉ là các cái số bình thường xong là thêm chữ TH ở cuối. Ok. Nhưng mà riêng với ngày 1, 2, 3, 4, 5 thì nó sẽ khác một chút đúng không? Ngày thứ nhất thì là the first, trong khi số 1 thì đọc là one, đúng không? Ngày thứ hai đọc là the second, trong khi số 2 đọc là two. The third, trong khi số 3 đọc là three. Và ngày 4 thì là fourth, trong khi số 4, à số 4 cũng không ngoại lệ. Số 4 là fourth, đúng không? Fourth. Số 5, năm khác một chút là fifth, trong khi số 5 mình đọc là five. Okay, còn các trường hợp còn lại tương tự thôi. Số 12 cũng khác một chút. Số 12 đọc là 12. Mình đọc ở đấy cũng là 12. Tên TH ở cuối nhưng mà viết hơi khác một tí. 12 bình thường mình viết là 12, đúng không? Còn ngày 12 thì mình đọc là the 12. F, chữ V E này chuyển thành chữ F. Ok. Cách nói ngày thì mình thường nói là month xong cộng với ngày. Ok, đây là cách phổ biến nhất. Mình chỉ cần biết một cách này là được. Ok. Ví dụ hôm nay là ngày mùng 12 tháng 4 đúng không? Tháng 4 là gì? Tháng 4 là gì nào? Come on. A. Thờ. Tháng 4, come on, trời ơi. April, ok. April. Ngày 12 là gì nhỉ? 12 đúng không? T12. Thì khi mình viết ngày ấy, nếu mình viết số thì mình có chữ TH đằng sau. Yeah. Với ngày mùng 1 thì mình phải viết là 1ST. Ngày mùng 2 thì viết là 2ND. Ngày mùng 3 thì viết 3RD. Nhá. Yeah. Đấy. Các ngày khác thì mình chỉ viết chữ TH đằng sau là được rồi. Nhá. Yeah. Nhá. Yeah. Đây là cách viết. Viết số thì phải viết thêm cái đuôi ST, ND, RD. Còn nếu mà viết chữ thì mình viết hẳn chữ ra thôi. Điều chữ này viết là 12. Ok. Đọc 12 tháng 4 đọc là April 12. Ok. Thế ngày hôm qua là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm qua là ngày 11. Ngày 11 tháng 4 thì nói như nào? Tháng nào? April 11 hả? 11. Yeah, 11. Okay. Còn cách thứ hai là mình để ngày trước xong tháng sau. Cách này cũng được nhưng mà ít dùng. Mình biết cách trên rồi đúng không? Tiếp theo cách nói năm này. Khi nói năm thì người ta tách cái số, một năm thì có bốn số đúng không? Tạm thời mới có bốn số, chẳng mấy trăm năm nữa, mấy thiên niên kỷ nữa thì mới tăng số thôi.
Còn bây giờ thì vẫn là bốn số thì mình sẽ dùng đọc hai số đầu trước, xong hai số sau sau. Ok. Hai số đầu mình đọc là 19. Hai số sau mình đọc là 94. Ok. Tức là năm 1994. 90, 94. Ok. Ví dụ bạn sinh năm 1990 chẳng hạn thì mình đọc là 90, 90. Yeah. 19, 90. 19 thôi, 90 đúng không? Đọc 19 là 19. 90 đọc là 90. Ok. Cách thứ hai cũng được, hoặc là cách thứ ba người ta cũng hay dùng dùng cho các năm 2000 trở đi. Ví dụ là 2000. 2000 là 2000 and và x8 đúng không? 2000 và 8 tức là 2008. Ok. Ví dụ bây giờ năm 2019 thì mình đọc là gì nhỉ? 2000 đúng không? 2000 and 19 đúng không? 2000 and 19. Đọc cho mình nào. 2000 and 19. 2019. 2000 2000 and 19. and 19. Yeah. Cách thứ hai mình đọc theo cách một đấy là mình đọc hai số đầu trước, hai số sau sau à. Hai số đầu đọc cái gì? 20 đọc là gì nào? Đếm lại từ đầu. Trendy, trendy. Twenty 19 à? 19. 9 là 9 đúng không? 9 đằng sau nữa thì là 19. 19. Đọc theo mình nhá. 20, 19. Twenty-nine. Ok, 19. Ok, đây là cách đọc số năm và đọc ngày tháng. Bây giờ bạn luyện lại cái cách này nhá, đọc lại bài nhá, vì cái này nó rất quan trọng. Số má rồi là bảng chữ cái là những cái cơ bản của tiếng Anh mình phải học thuộc. Rất dễ thôi. Mình cứ tìm ngày thôi, mình cứ chọn bất kỳ ngày nào xong mình nói bừa đi. Đấy, một tí là quen luôn. Ok, 5 phút. Ok. Okay, so we stop our lesson here today. Okay. Hello, Giờ rồi mà. hello. Okay, let's say goodbye soon. Bánh taro. Okay.